1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2000. Tại kỳ họp lần này, Ban Thường vụ Thành phố sẽ nghe và cho ý kiến vào 12 báo cáo tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban xây dựng đảng và một số chương trình đề án khác. Cụ thể, như báo cáo kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố, cho ý kiến về việc chỉ đạo triển khai chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Sông Công. Như về cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cấp xã phường. Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên. Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố. Cũng tại kỳ họp này, Ban Thường vụ thành ủy nghe các đơn vị báo cáo triển khai thực hiện xây dựng xã Tân Quang, xã Bắc Xuyên trở thành phường vào năm 2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí trong ban Thường vụ đối với các chương trình, đề án quan trọng của thành phố. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu chỉnh sửa để sớm triển khai thực hiện sát với tiến độ, điều kiện thực tế tại địa phương và đạt kết quả tốt nhất.